Đinh Quang Thái kính chào quý khán giả của người Việt TV Online. Sau đây là một điểm tin sáng thứ sáu ngày mùng 5 tháng 4 năm 2019. Trước hết là tình hình liên quan đến Philippines. Tổng thống Philippines là ông Duterte sáng nay tuyên bố trong một cuộc gặp gỡ cử tri ngay tại khu vực Palawan. Ông nói rằng nếu mà gặp tàu chiến của Trung Quốc mà cho quân đổ bộ lên cái khu vực đảo thuộc chủ quyền của Philippines thì ông sẽ ra lệnh cho quân đội Phi sẵn sàng những cái chiến dịch gọi là phản công tự sát, tức là mạng đổi mạng. Lời tuyên bố của ông Duterte được đưa ra sau ít ngày sau khi có tin là 250 chiếc tàu đánh cá và tàu chiến của quân đội Bắc Kinh đã làng vàng trong mấy tháng vừa qua ngay tại khu vực quần đảo Titu thuộc Spratly Island. Ông Duterte nói rằng hãy nói trong tình bạn trước cái đã. Tuy nhiên nếu mà quý vị chạm vào những hòn đảo của chúng tôi thì chúng tôi sẽ tự vệ một cách tự sát. Ông bảo rằng đây không phải là một cái lời cảnh cáo mà chỉ là một cái lời nhắc nhở bạn bè thôi. Uh, thưa quý vị, Philippines và Trung Quốc vẫn có những vụ tranh chấp mà uh, trong khu vực, trong đó có tranh chấp với Việt Nam, Malaysia, Brunei và thậm chí với Đài Loan về những hòn đảo trong khu vực. Việt Nam gọi khu vực tranh chấp là Biển Đông, Philippines gọi đó là Biển Tây của Philippines. Ừ, tin liên quan đến Bắc Hàn thì hãng thông tấn UPI đã trích thuật một số những nguồn tin tình báo của chính phủ Nam Hàn cho biết rằng uh, Kim Jong-un đang cải tổ nhân sự và uh, cái người mà được xem như là chuyên viên thương thuyết hàng đầu của Bắc Hàn đó là ông Kim Jong-chun uh, có thể sẽ phải ra đi. Ông Kim Jong-chun là người đã gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hai lần để trao cái thờ Kim Jong-un uh, cho Tổng thống Trump và đồng thời ông đã giữ một cái nhiệm vụ thương thuyết với Nam Hàn trong 30 năm vừa qua và là người cũng dàn xếp cho cái cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Kim và tổng thống Trump tại Hà Nội mới đây. À, thưa quý vị, nếu như là Kim Jong uh, Kim Jong Chon bị thay đổi thì người thay thế ông ta sẽ là Cho Song Hui là một viên chức ngoại giao cao cấp đặc trách về khu vực Bắc Mỹ của Cộng sản Bắc Hàn. À, cảnh sát tại Đức sáng hôm nay cho biết là đã có nhiều bằng chứng cho thấy là cái kẻ mà tấn công nhà thờ hồi giáo tại Tân Tây Lan mới đây khiến cho 50 người bị thiệt mạng. À, Tay này nghi can tên là Brenton Harrison Taran. Tay này đã từng gửi tiền cho những nhóm cực hữu chủ trương da trắng siêu đẳng tại nước Pháp và nước Áo. À, vào tháng 9 năm 2017, y đã gửi một số tiền là 2.200 euro tức là vào khoảng 2.400 đô la Mỹ. À, cho cái nhóm cực hữu ở bên Pháp có tên là Generation Identity. Ngoài ra thì một cái tổ chức tương tự cũng là Generation Identity tại Áo cũng đã nhận được một khoản tiền 1.600 đô la của Taylor um, này. À, cảnh sát tại New Zealand sáng nay cho biết là uh, Taylor sẽ đang phải đối diện với cái 50 tội danh giết người, ở trong đó có uh, gồm cả 39 tội danh mà um, khác mà sẽ phải đưa ra tòa uh, để đối diện với sự phán xét của tòa án. Từ sáng ngày hôm nay thì tổng thống Donald Trump đã lên chiếc Marine One đó là trực thăng riêng của ông rời khỏi tòa Bạch Ốc uh, lên Air Force One để bay về California. Uh, tới thăm một cái khu vực thành phố tên là Calexico nằm ở khoảng 120 dặm về phía đông của San Diego tức là thành phố cực nam của tiểu bang California ông sẽ thị sát một cái đoàn tường cao 20 phút mà đã sửa chữa trong thời gian vừa qua. Và trước khi lên máy bay thì ông nói phóng viên báo chí rằng quốc hội phải làm việc để mà thỏa thuận những cái chủ trương mà Tổng thống Trump đưa ra, tức là xây tường biên giới. Ông hôm qua cũng nói rằng ông sẽ hoãn cái quyết định đóng cửa biên giới phía nam của nước Mỹ với Mexico trong vòng một năm sắp tới. Hôm nay thì cái cộng đồng người đồng tính nam đồng tính nữ và đổi giống tại truyền uh, giống đó, truyền giới xin lỗi quý vị truyền giới tại um, Utah rất là vui bởi vì tuần lễ vừa qua thì thống đốc Utah đã ra một cái lệnh là cấm có sự kỳ thị đối với những người uh, đồng tính nam nữ và những người truyền giới. Sáng nay thì giáo hội The Church of Jesus Christ of Latter Day Saints tức là thuộc giáo hội Mormon tuyên bố rằng hủy bỏ họ hủy bỏ một số những quy định trước kia quy định trước kia đó là cấm tất cả những người đồng tính nam nữ và những người chuyển giới con cái của họ được bước chân vào nhà thờ bởi vì đối với xã hội thì đó là những kẻ bội giáo nhưng mà bây giờ thì giáo hội mộc tức là the church of jesus christ jesus christ sorry quý vị uh, of later day sense đồng ý cho phép là con em của những người đồng giới nam đồng giới nữ và chuyển giới được bước chân vào nhà thờ và thậm chí sẽ được uh, rửa tội. Sáng nay thì tin của Đài uh, NPR đã phỏng vấn một số những người trong cái giới này và họ rất lấy làm vui bởi vì họ không bị xem là những kẻ tội trọng nữa. Cái hệ thống bán hàng lẻ của Hoa Kỳ Target nổi tiếng vừa lần báo cho biết là họ sẽ tăng lương tối thiểu của nhân viên Target trên toàn nước Mỹ lên tới 13 đồng một giờ và năm 2020 thì cái số lương tối thiểu đó là 15 đồng. À, thưa quý vị, vào tháng riêng vừa qua thì à, phía bên à, những người dân cử của dân chủ đã bỏ một cái phiếu để thông qua một cái luật kêu gọi các tiểu bang hãy gia tăng đầu lương tối thiểu cho nhân viên lên 15 đồng một giờ tính tới năm 2024. À, cái đồng lương 7 đồng 25 cent một giờ tối thiểu giờ phút này đó đã được áp dụng kể từ năm 2009. Hôm thứ Tư vừa qua, thì Phoenix thuộc tiểu bang Arizona cũng tăng lương tối thiểu cho nhân viên của chính phủ làm việc tại Phoenix lên 15 Mỹ Kim một giờ. Đây là một cái khoản tiền cao 4 đô la so với nhân viên của chính phủ tại tiểu bang Arizona. Tổng cộng số người được lên lương là 150 người tại Phoenix và sẽ tốn cho ngân quỹ của thành phố là 525.000 Mỹ Kim một năm. Maryland cũng đã tuyên bố là sẽ tăng lương tối thiểu 15 đồng một giờ cho tới năm 2025. Và những tiểu bang như California, Illinois, Massachusetts, New Jersey và New York cũng đã bắt đầu cứu xét tăng lương 15 đồng một giờ. Một số thành phố của California đã có đồng lương này. Riêng Mexico, New Mexico là tiểu bang thì tăng lương từ 9 đồng cho tới 12 đồng, họ tính cho tới năm 2023. Thưa quý vị, ngày hôm qua đã xảy ra một cái sự kiện ở ngay tại thành phố Palo Alto, tức là một thành phố rất đẹp nằm phía bắc của tiểu bang California. Một người, một cụ ông 75 tuổi tên là Victor mang một cái nón màu đỏ có cái chữ là Make America Great Again bước chân vào một cái tiệm Starbucks tại an um, Palo Alto thì gặp một bà người um, da trắng, bà tên là Rebecca Minkey Bạn đuổi hôm nay ra ngoài khỏi quán. Và đồng thời bà kêu gọi tất cả mọi người đang uống cà phê trong quán Starbucks đó cùng hè nhau đuổi ông này đi. Và bà chỉ mặt ông, ông bà nói rằng tôi cấm ông được lai vàng vào thành phố của chúng tôi. Và tôi sẽ kêu gọi mọi người là không có một cái cửa tiệm để đón tiếp ông cả bởi vì ông là cái kẻ thù hận người da màu. Ông Victor này đã gọi cảnh sát và ông bước chân đã gọi tiệm gọi cảnh sát. Cảnh sát đến thì sau đó bà Rebecca Monkey có nói rằng bà rất Uh, bực tức khi có những người mà chủ trương cái vấn đề kỳ thị uh, theo cái lối mà make America get great again tôi đoán là người này là một cái người không ưa gì Tổng thống Trump và cuối cùng cũng đi liên quan đến California thì tại thành phố Humboldt County hôm 23 tây tháng 3 vừa qua thì xảy ra một sự kiện làm cho cảnh sát rất là ngỡ ngàng và khó chịu đó là cảnh sát tại khu vực này California khi mà đi tuần tra thì trong một cái khu vực mà đa số nhà cửa đất rất là rộng, nhiều ếch cơ. Họ nuôi những con thú hoặc những con thú trong gia đình như là gà, chó, heo, ngựa vân vân. Thì cảnh sát mới thấy có một con một cô heo, tức là một cô lợn nói theo giọng Bắc của người Việt Nam được đặt tên là Princess, cô lợn này nặng tới 400 bao đi lạc trong một cái khu rừng cảnh sát đã giữ uh, bắt cái cô heo princess này lại và giao cho một người sống trong khu vực Humboldt County và họ nhờ cái bà chủ nhà đó giữ dùng một chủ cô lợn này cho tới khi mà họ đi tìm được chủ nhân của cô lợn hai tiếng đồng hồ họ vòng trở lại thì thưa quý vị họ không tin vào mắt họ nữa bởi vì cái chòm xóm láng giềng đó là đè cô lợn nó ra cắt thịt lấy xẻ thịt ra mà ăn uh, cảnh sát đã phải làm công việc là bắt giữ cái người xẻ thịt Riêng chủ nhân mà cô lợn Princess là bà Hoge thì mà nói rằng bà sẽ tìm đòi bằng được công lý cho cô lợn của bà bởi vì đây là một cô lợn bà nuôi trong nhà rất là dễ thương, rất là thân thiện với con người. Cái chuyện này xảy ra rất hiếm ở nước Mỹ, rơi vào một khu vực mà cô lợn bị làm thịt ăn. Không biết họ có đánh chết canh không thì chúng tôi không biết. Theo như là nếu mà là, là người Việt Nam ở trong nước thì chắc chắn cô lợn này trong đó sẽ có phần bị đánh tiết canh để đưa lên bàn nhậu chào tạm biệt quý khán giả và hẹn gặp lại trong mục điểm tin sáng thứ hai tuần tới